Chương 11 Tác giả rời Brunac và đến Nhật Bản Từ đây tác giả quay về Amsterdam Trên con tàu Hà Lan Và từ Amsterdam về nước Anh Tôi hy vọng chuyện kể của tôi về các Strobrock Là một câu chuyện mới Và nó sẽ giải trí phần nào cho độc giả Ít nhất là tôi không nhớ đã đọc được cái gì đó tương tự trong các sách về du lịch tôi có trong tay. Giữa vương quốc Lunak và đất nước Nhật Bản vĩ đại tồn tại mối quan hệ giao dịch buôn bán thường xuyên. Các nhà văn Nhật Bản chắc hẳn cũng có đề cập tới những Strobrug. Nhưng chuyến viếng thăm của tôi ở Nhật Bản quá ngắn ngủi. Tôi hoàn toàn không biết tiếng Nhật và cũng không có một khả năng nào để tìm hiểu cho vấn đề này. Nhưng tôi hy vọng những người Hà Lan sau khi đọc xong chuyện của tôi mà quan tâm tới vấn đề bất tử xin hãy bổ sung cho chuyện của tôi. Đức vua cố gắng thuyết phục tôi nhận một chức vụ nào đó trong cung đình của ngài, nhưng khi biết rõ quyết định quay về tổ quốc của tôi không thể lai chuyển được, ngài đồng ý cho tôi trở về và rủ lòng thương viết một bức thư giới thiệu cho hoàng đế Nhật Bản. Ngài tặng tôi 440 đồng tiền vàng lớn, một viên kim cương đỏ mà sau này tôi đã bán ở Anh lấy 1.100 bảng. Ngày 6 tháng 5 năm 1709, tôi từ biệt đức vua và các bạn bè của mình. Đức vua đã tỏ ra hết sức lịch thiệp và ra lệnh cho đội cận vệ của mình hộ tống tôi đến tận. Klogrenstad, hải cảng của vương quốc nằm ở phía tây nam của hoàng đảo. Sau 6 ngày lên đên trên biển, con tàu bắt đầu đưa tôi đến Nhật Bản và hành trình kéo dài 15 ngày. Chúng tôi bỏ neo ở một cảng không lớn lắm có tên là Samuchi, nằm ở vùng đông nam Nhật Bản. Thành phố được xây dựng trên một mũi đất dài. Từ đó, một vịnh hẹp hướng lên phía bắc theo nhánh dài hẹp ở phía tây bắc của vịnh là thủ đô của hoàng đế yedo sau khi lên bờ tôi trình viên chức hải quan bức thư của nhà vua Lunac gửi hoàng đế của ông ta hải quan biết rõ quốc ấn có kích thước bằng với lòng bàn tay của tôi trên đó có hình nhà vua đang giúp một người nghèo bị thọt chân đứng dậy thị trưởng sau khi nghe nói về bức thư này đã tiếp đón tôi như một đặc sứ của cường quốc láng giềng ông cung cấp xe ngựa và người hầu cận cho tôi và chịu mọi chi phí cho chuyến đi của tôi lên Ido khi đến đấy, tôi được phép vào triều đình và trình thư. Bức thư được bóc theo một nghi lễ rất trọng thể và được người phiên dịch đọc cho hoàng đế. Theo mệnh lệnh của hoàng đế, tôi được phép nêu nguyện vọng của mình. Nguyện vọng đó sẽ được hoàng đế thực hiện ngay vì sự kính trọng với người anh em hoàng tộc nhà vua Lunar. Vì nhiệm vụ của người phiên dịch là tiến hành giao dịch với Hà Lan, bởi thế, qua vẻ ngoài của tôi, anh ta đã nhanh chóng đoán ra tôi là một người châu Âu và anh ta nhắc lại lời của hoàng đế bằng tiếng Hà Lan Thứ tiếng mà anh ta nắm rất vững Theo dự định từ trước Tôi trả lời rằng tôi là một thương gia Hà Lan Bị nắm tàu ở ven nguyễn cùng một đất nước xa xôi Từ đó tôi đến được Lunak Và từ Lunak tôi lên tàu đến Nhật Bản Và tôi biết rằng Những người đồng hương của tôi Vẫn tiến hành công việc thương mại ở đây Tôi hy vọng người ta sẽ tạo cho tôi cơ hội Để trở về tổ quốc Với một người nào đó trong số ấy Tôi kính cẩn xin hoàng đế che chở cho tôi và cho tôi đến Nagasaki, hải cảng duy nhất ở đó cho phép các tàu châu Âu ghé vào. Ở đó, tôi sẽ đợi một cơ hội thuận tiện để trở về châu Âu. Trong lời kết luận, tôi xin hoàng đế cho lòng kính mến người bảo hộ của tôi, Đức Vua lunat đủ lòng nhân từ miễn cho tôi không phải thi hành nghi lễ bắt buộc đối với những người đồng hương của tôi là xéo dày lên cây thánh giá. Hơn nữa, tôi đã bị nội bất hạnh ném lên mảnh đất này và tôi không có ý định buôn bán ở đây khi người phiên dịch dịch cho hoàng đế là cầu sinh ngài hơi ngạc nhiên ngài nói rằng tôi là người đầu tiên trong số những người đồng hương của mình nói ra điều tế nhị ấy ở Ngài bất giác xuất hiện sự nghi ngờ rằng tôi không phải là người hà lan từ những lời nói rõ ràng tôi là một người cô đốc giáo thật sự hơn nữa do mong muốn biểu lộ sự kính mến đức vua lunac ngài chấp nhận đề nghị kỳ quặc ấy của tôi tuy nhiên ngài thấy cần phải báo trước cho tôi biết ở đây mọi việc cần phải hành động cực kỳ thận trọng. Ngài truyền cho các quan lại của mình mệnh lệnh, giả vờ như họ do đảng trí đã quên không bắt tôi phải làm nghi lễ ấy. Bởi vì nếu như người đồng hương Hà Lan của tôi mà biết tôi không bị buộc tuân theo nghi lễ ấy thì hoàng đế đoán chắc là dọc đường họ sẽ cứu cổ tôi. Nhờ người phiên dịch biểu lộ giúp tôi lòng biết ơn sâu sắc đối với đặc ân này. Cũng đúng dịp đó người ta phái một đội binh đến Nagasaki Người ta đề nghị tôi đi với đội binh lính này và người đội trưởng được lệnh bảo vệ tôi dọc đường và được giao một chỉ lệnh đặc biệt về tôi. Sau một cuộc hành trình dài và mệt mỏi, tôi đến Nagasaki vào ngày 9 tháng 6 năm 1709. Ở đây, tôi được làm quen với một đội thủy thủ Hà Lan phục vụ trên con tàu Bomboyna của Amsterdam với trọng tải 450 tấn. Tôi đã sống khá lâu ở Hà Lan, đã học tập ở Leiden và nói tiếng Hà Lan rất tốt. Các thủy thủ nhận ra tôi từ đâu đến và bắt đầu tò mò hỏi về cái chuyến du lịch và về cuộc đời của tôi. Tôi bịa một câu chuyện rất ngắn gọn như giống như thật, lượt bỏ phần lớn cái sự kiện. Tôi có khá nhiều người quen biết ở Hà Lan và tôi cũng chẳng khó khăn gì mà không nghĩ ra họ của bố mẹ tôi. Theo lời tôi, thì họ đang sống ở một xóm làng nhỏ bé ở tỉnh Rhode Tôi nói với thuyền trưởng con tàu, không phải anh chàng Van Vankrat rằng ông ta muốn lấy bao nhiêu tiền cho chuyến về Hà Lan của tôi cũng được. Nhưng sau khi biết tôi là một sĩ phẫu thuật, thuyền trưởng bằng lòng chỉ lấy một nửa số chi phí với điều kiện tôi làm nghĩa vụ của bác sĩ trên tàu. Trước khi lên đường, các thủy thủ nhiều lần hỏi tôi xem đã thực hiện nghi lễ với cái thánh giá như trên đã kể chưa, nhưng tôi đã trả lời hết sức mập mờ. Tuy nhiên, viên thuyền trưởng, một người ác độc đã chỉ cho tôi một viên sĩ quan Nhật Bản và nói rằng tôi vẫn chưa bước qua thánh giá. Nhưng viên sĩ quan đã nhận được một chỉ lệnh đặc biệt với tôi nên đã cho tên đê tiện 20 gậy tre vào vai. Câu chuyện đó người ta không còn đặt vấn đề đại loại như vậy nữa với tôi. Trong suốt cuộc hành trình không xảy ra chuyện gì đã nhắc lại. Đến mùa hảo vọng, gió xuôi chiều, chúng tôi dừng lại ở đấy mấy ngày để lấy nước ngọt, dự trữ. Ngày 16 tháng 4 năm 1710, chúng tôi đến Amsterdam bị mất bốn người trên đường ba người chết vì bệnh tật và người thứ tư bị ngã từ cột bùn xuống biển ven bờ guinea từ amsterdam tôi trở về anh trên một con tàu nhỏ đầu ở thành phố này ngày 10 tháng 4, chúng tôi đến daos sáng ngày hôm sau chúng tôi lên bờ tôi trở lại thành phố sau 5 năm rưỡi vắng mặt tôi đi thẳng đến red Rift và lúc giờ trưa cùng ngày tôi gặp lại vợ con mình thật may mắn họ vẫn khỏe mạnh Phần 4. Cuộc phiêu lưu tới đất nước ngựa người Chương 1. Tác giả là lên đường lên vị trí thuyền trưởng Các thủy thủ trong đoàn âm mưu chống lại thuyền trưởng Ông ta bị bắt, bị giam giữ một thời gian dài trong chính cabin của mình Rồi được thả xuống một vùng đất vô danh Ông đi thám hiểm khắp vùng đất đó Gặp gỡ và mô tả loài động vật lạ có tên là Yahoo Tác giả gặp hai ngựa người Tôi ở nhà với vợ và các con khoảng 5 tháng nữa. Đối với tôi, đó có thể được coi là khoảng thời gian hạnh phúc nhất nếu như tôi học được bài học về giá trị của sự hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi đã bỏ lại người vợ tội nghiệp cùng với đàn con bé nhỏ và chấp nhận lời đề nghị trở thành thuyền trưởng của con tàu Adventure, một con tàu buôn trọng tải 350 tấn, bởi tôi rất thành thạo trong nghề hàng hải và bởi tôi đã bắt đầu chán ngán với công việc của một bác sĩ phẫu thuật. Do vậy, tôi đã mời Robert Purfoy, một bác sĩ trẻ tuổi có tay nghề làm việc ở đó trên tàu. Chúng tôi khởi hành từ Portsmouth vào ngày thứ hai của tháng 8 năm 1710. Đến ngày thứ 14, chúng tôi gặp thuyền trưởng Pocock ở Tenerife. Ông này từ Bristol đi đến vịnh Campeche để chở gỗ huyết mộc. Đến ngày thứ 16 thì chúng tôi mất dấu ông ta bởi một trận bão biển. Mãi sau này khi trở về Anh, tôi mới được nghe tin tàu ông ta đã bị chìm. Không ai trên thuyền sống sót trừ một thủy thủ trẻ. Thuyền trưởng Pocock là một người tài giỏi, trung thực nhưng lại khá bảo thủ. Đó là nguyên nhân gây ra nên tai họa cho con thuyền của ông ta và một vài con thuyền khác cùng chung số phận. Nếu ông ta nghe theo lời khuyên của tôi thì đã có thể trở về an toàn với gia đình như tôi rồi. Trong chuyến đi này, một vài thủy thủ trong đoàn của tôi đã bị chết bởi căn bệnh sốc nhiệt đới nên tôi buộc phải tuyển thêm người ở Barbados và ở đảo Luwa. Theo sự chỉ dẫn của những lái thương đã thuê tôi và đây chính là lý do cho cuộc nổi loạn của những thủy thủ bởi phần lớn những người kẻ tôi thuê là những tên cướp biển. Tàu của tôi có tất cả 50 người. Nhiệm vụ chính của tôi là tiến hành trao đổi, buôn bán với những người da đỏ ở Nam Thái Bình Dương và nghiên cứu tìm ra nơi nào còn ít được biết đến trên bản đồ những tên cướp biển tôi thuê đã nhanh chóng lôi kéo những thủy thủ trên tàu theo chúng và tất cả bọn chúng hợp nhau lại âm mưu chiếm đoạt con tàu và bắt giữ tôi. Vào một buổi sáng, chúng ào vào cabin, trói tay, trói chân tôi lại và đe dọa sẽ ném xuống biển nếu tôi chống cự. Tôi nói với chúng, giờ tôi đã là tù binh của chúng và sẽ phục tùng theo những gì chúng yêu cầu. Chúng bắt tôi phải thề và sau đó mới chịu tháo dây trói. Nhưng lại xích một chân tôi vào chân giường đồng thời cắt cử mua tên gác ở cửa tên này được trang bị vỏ khí và được phép bắn vào tôi nếu tôi có ý định bỏ trốn chúng đưa thức ăn và nước uống vào cabin cho tôi còn tự chúng lo liệu điều khiển con tàu chúng quyết định chuyển hướng đến pierras và cướp những con thuyền của người tây ban nha những âm mưu đó không thể thực hiện được cho đến khi chúng có thể thuê thêm những tên cướp biển khác nên việc đầu tiên chúng làm là bán đi số hàng hóa trên tàu và đi đến Madagascar để tuyển mộ thêm người. Một vài kẻ trong số bọn cướp đã bị chết sau khi chúng giam giữ tôi. Chúng lái thuyền đi suốt nhiều tuần liền và buôn bán với người da đỏ. Nhưng tôi không biết rõ lộ trình của con tàu bởi tôi đang bị giam giữ rất nghiêm ngặt trong chính cabin của mình. Chẳng mong gì hơn ngoài cái chết mà chúng thường xuyên đe dọa để dành cho tôi. Đến ngày thứ 9 của tháng 5 năm 1711, một kẻ tên là James Wall đi xuống cabin và nói rằng hắn theo lệnh của thuyền trưởng đưa tôi lên bờ tôi cố gắng thuyết phục hắn nghĩ lại nhưng vô ích thậm chí hắn còn không cho tôi biết thuyền trưởng mới của con tàu là ai chúng đưa tôi xuống một con thuyền dài cho phép tôi mọt một bộ quần áo tốt nhất và gần như là mới nhất mà tôi có cùng với một tay nải nhỏ đựng quần áo nhưng không cho tôi mang theo vũ khí nào ngoài một con dao găm với tôi mà nói chúng đã khá tử tế khi không khám xét túi của tôi bởi tôi còn để một chút tiền cùng với một số lặt vặt cần thiết khác chúng chờ thuyền đi khoảng một hải lý sau đó thả tôi lên bờ tôi đề nghị chúng cho tôi biết nơi đó là ở đâu tất cả chúng đều thề là cũng giống như tôi chẳng hề biết đây là đâu nhưng chúng còn nói thêm thuyền trưởng theo cách mà chúng gọi tên cướp biển khác đã quyết định sau đó bọn chúng bán hết số hàng hóa trên tàu thì sẽ bỏ tôi lại ở vùng đất đầu tiên chúng tôi nhìn thấy chúng ngay lập tức xô tôi xuống khỏi chiếc thuyền và khuyên tôi nên nhanh chóng chạy vào bờ để tránh thủy triều cuốn ra biển lúc từ biệt bọn cướp còn không quên giúp tôi mọi điều may mắn trong hoàn cảnh cô đơn một mình tôi quyết định nhanh chóng tiến về phía trước tôi đi vào sâu trong đất liền nơi có thể nghỉ ngơi một đôi chút và xem xét điều tốt nhất nên làm lúc này là gì khi đã cảm thấy thoải mái hơn một chút tôi liền đi sâu vào trong xem xét mọi thứ và quyết định sẽ để, để cho người thổ dân đầu tiên tôi bắt gặp bắt tôi và rồi tôi sẽ đổi lấy tự do của mình bằng những thứ như vòng tay hạt thủy tinh nhiều màu cùng với những thứ đồ lặt vặt khác đó là những thứ mà bất kỳ thủy thủ nào cũng luôn giữ bên người trong các chuyến đi biển và tôi cũng không ngoại lệ những hàng cây dài tạo thành những vạch cắt chia vùng này thành nhiều phần nhưng rõ ràng chúng không theo thứ tự không phải do bàn tay con người trồng lên ở đây có rất nhiều cỏ và vài cánh đồng trồng yến mạch sợ sẽ bị tấn công bất ngờ từ phía sau hay từ hai bên, nên tôi dè dặt và thận trọng bước đi. Khi đang lang thang trên một con đường mòn, tôi nhận thấy có rất nhiều dấu chân, một số dấu chân bò nhưng phần lớn là dấu chân ngựa. Cuối cùng, tôi cũng đã nhìn thấy vài loài động vật trong vùng, cùng một hoặc hai loài như thế nhưng chúng lại ngồi trên các thân cây. Hình dáng chúng rất khác thường và méo mó làm cho tôi có chút sợ hãi. Tôi liền nắp vào một bụi cây để quan sát kỹ hơn một số con từ phía chúng tiến đến gần chỗ bụi cây nơi tôi đang ẩn nấp do vậy tôi có cơ hội để quan sát loài động vật này rõ hơn đầu và ngực chúng phủ lông rất dày có cả lông quăng và lông thẳng chúng cũng có râu giống như những con dê một chỏm lông dài phủ xuống đến tận lưng và phần chân trước nhưng phần sau cơ thể là để trần do vậy tôi có thể thấy được màu da nâu của chúng chúng không có đuôi hay lông ở phần mông trừ một ít lông ở phần hậu môn tôi cho rằng hình dáng cơ thể như vậy là để phù hợp với điều kiện thời tiết của vùng này cũng như để giúp chúng dễ dàng hơn trong các cử động của bản thân như lúc nằm hay đứng bằng chân chúng có thể trèo lên cây cao nhanh như sóc bởi chúng có bộ móng khỏe nhọn có hình dạng giống như một cái móc mở rộng ra ở cả phía trước và sau chúng ít khi đứng yên một chỗ thường chạy và nhảy với tốc độ nhanh lạ thường con cái thường không lớn như con đực chúng có những bờm lông ở trên đầu nhưng phía mặt cũng như bất kỳ phần nào ở phía sau cơ thể lại không có lông trừ phần hậu môn và bộ phận sinh dục cả con đực và con cái đều có lông màu nâu đỏ đen và vàng nói chung là tôi chưa bao giờ thấy loài động vật nào kỳ dị như thế trong tất cả trong chuyến thám hiểm của mình và chưa có loài nào lại gây cho tôi một ác cảm hơn thế <laughs> sau khi quan sát xong với đầy sự khinh bỉ và ghê tởm tôi đứng dậy tiếp tục hành trình của mình trên con đường mòn với hy vọng nó sẽ dẫn tôi đến thẳng nơi ở của một vài người da đỏ đi chưa được bao xa tôi gặp một trong số những con vật kia nó tiến thẳng đến phía tôi một con quái vật gớm ghiếc nhìn tôi với bộ mặt méo mó mà tôi đã nhận ra nó cũng có điểm hao hao giống mặt con người nó chằm chằm nhìn tôi như một sinh vật mà nó chưa từng nhìn thấy sau đó nó tiến về gần hơn phía tôi nâng chân trước lên có thể vì tò mò hay vì ý định độc ác nào khác mà tôi không thể đoán được. Nhưng tôi liền rút con dao găm phòng thân ra và dùng cạnh của con dao dán một đòn mạnh vào con vật. Tôi không dám tấn công nó bằng cảnh sát của con dao. Vì sợ những cư dân ở đây sẽ nổi giận nếu họ biết tôi đã giết hoặc làm bị thương súc vật của họ. Khi con vật bị đau, nó lùi lại, bắt đầu rống lên rất lớn làm cho một đàn có ít nhất 40 con ở cánh đồng bên cạnh lao đến với tiếng hú và dáng vẻ ghê tởm như thế chúng liền vây lấy tôi nhưng tôi đã lên được một thân cây và dựa lưng vào đó còn tay thì vung dao găm để dọa ngăn không cho chúng trèo lên cây một vài con khác đã bám vào những cành cây phía sau nhảy lên được cây và sau đó chúng bắt đầu dùng phân ném vào đầu tôi tôi nhanh chóng tránh được bằng cách bám chặt vào những tán cây tuy nhiên vẫn bị chúng tấn công từ cả hai phía đang lúc tưởng như không thể thoát khỏi tình huống nguy kịch này, thì bỗng tôi thấy tất cả chúng bỏ chạy toán loạn. Khi chúng đi hết rồi, tôi mới dám lùi mình rời khỏi cái cây và tiếp tục đi trên con đường mòn. Vừa đi vừa thắc mắc không biết điều gì đã làm chúng sợ hãi đến như vậy. Nhưng nhìn về phía tay trái, tôi thấy một con ngựa thông thả đi trên cánh đồng và tôi đã đoán ra rằng chính con ngựa là nguyên nhân làm cho con quái vật sợ đến thế. Con ngựa hơi giật mình khi tiến gần về phía tôi nhưng nó nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, nhìn thẳng vào tôi với sự ngạc nhiên. Nó nhìn vào bàn tay và bàn chân tôi, đi quanh tôi vài vòng. Tôi đang muốn đi tiếp nhưng con ngựa ngăn lại, với ánh nhìn không hề tỏ ra xúc phạm hay có chút gì hung bạo. Chúng tôi đứng nhìn nhau chầm chầm một lúc. Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm chạm tay vào cổ con ngựa theo cách những người thuần hóa ngựa vẫn hay làm khi họ làm quen với một con ngựa lạ. Nhưng con ngựa này dường như tỏ thái độ khinh bỉ với điều đó. Nó lắc đầu, trướng mày nhẹ nhàng nâng chân phải phía trước lên gạt tay tôi ra. Sau đó, nó hí lên hai hoặc bốn tiếng nhưng với nhịp điệu khác nhau làm cho tôi gần như bắt đầu nghĩ rằng nó đang nói chuyện bằng ngôn ngữ của loài ngựa. Trong lúc đó, một con ngựa khác tiến đến chúng chào nhau bằng cử chỉ rất sang trọng. Chúng khẽ động móng phải phía trước vào nhau và lần lượt hí lên vài lần nhưng với nhịp điệu và âm thanh khác nhau nhưng lại dường như rất ăn khớp. Sau đó, chúng bước ra đứng tách tôi vài bước như để bàn bạc với nhau điều gì đó chúng đi cạnh nhau giống như là những con người đang suy nghĩ và bàn bạc một việc rất hệ trọng nhưng vẫn không quên để mắt đề phòng tôi có thể bỏ trốn tôi thật sự rất ngạc nhiên khi thấy những cử chỉ và hành động và thái độ như thế ở một loài động vật hoang dã cuối cùng tôi đưa ra kết luận rằng những động vật còn lại có cách cư xử như thế thì con người ở đây chắc hẳn phải là những người rất thông minh nhất trên trái đất này Ý nghĩ này làm cho tôi thấy rất thoải mái nên tôi quyết định tiếp tục đi về phía trước cho đến khi gặp được một căn nhà, một ngôi làng hay bất kỳ một người dân bản địa nào. Nhưng ngay khi con ngựa xám đốm thấy tôi đi liền hí lên một tiếng sau lưng với một giọng điệu mà tôi nghĩ mình có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Rồi tôi quay lại, tiến gần đến phía nó chờ đợi xem điều gì xảy ra. Tôi cố gắng giấu đi sự sợ hãi của bản thân mình bởi tôi bắt đầu thấy lo lắng về kết cục của chuyến phiêu lưu này và độc giả hẳn sẽ dễ dàng nhận ra tôi đang ở trong tình cảnh không lấy gì làm dễ chịu. Hai con ngựa tiến về gần phía tôi, nhìn mặt và tay tôi với thái độ hết sức nghiêm chỉnh. Con ngựa màu xám chạm nhẹ móng chân phải phía trước của nó vào mọi phía chiếc mũ của tôi và nó tỏ ra rất bối rối. Do vậy, tôi buộc phải bỏ chiếc mũ xuống khỏi đầu. Sau đó, tôi lại đội vào. Điều này làm cho cả con ngựa xám và bạn nó, con ngựa có màu nâu hồng tỏ ra rất ngạc nhiên. Con người xám chạm vào cái áo khoác của tôi và nhận ra chiếc áo chỉ được quấn lỏng xung quanh người tôi. Điều này làm cho chúng thêm ngạc nhiên. Nó vuốt bàn tay tôi, tỏ ra rất thán phục về màu sắc và độ mịn. Nó giữ chặt tay tôi giữa bộ guốc, cổ chân, làm tôi phải kêu lên vì đau. Sau đó, cả hai con đều cố gắng chạm vào người tôi với mức độ nhẹ nhàng nhất có thể. Chúng thực sự lúng túng khi nhìn thấy giày và tất của tôi. Chúng xem xét, sờ các thứ đó mãi và hí lên với nhau và sử dụng rất nhiều cử chỉ chẳng khác gì những triết gia khi họ đang cố gắng giải quyết một vấn đề mới và khó khăn nói chung cử chỉ và thái độ của chúng rất có kỷ luật có lý trí chính xác và tỏ ra có óc quan sát điều đó làm tôi không thể không nghĩ rằng chúng chắc hẳn là những pháp sư biến hóa thành những sinh vật khác để dọa một kẻ lã mặt mà chúng gặp trên đường đi hoặc cũng có thể chúng đã rất ngạc nhiên khi gặp một sinh vật với thói quen đặc điểm khác với những cư dân sống ở vùng này những suy nghĩ đó cuối cùng tôi quay lại phía hai con ngựa bằng một giọng hết sức lịch sự và nói thưa các ngài nếu như các ngài là những thầy phù thủy thì tôi tin chắc rằng các ngài có thể hiểu được tôi đang nói gì do vậy tôi đánh bạo thưa với các ngài rằng tôi là một người anh khốn khổ bởi sự không may mắn mà tôi bị bỏ lại trên vùng đất của các ngài và tôi khẩn nài một trong hai ngày đây cho phép tôi được cưỡi lên lưng của các ngài như cưỡi lên lưng của một con ngựa thật sự để đến một căn nhà hay một ngôi làng nào đó nên tôi có thể được nghỉ ngơi để trả ơn các ngài tôi xin biếu các ngài món quà đó là con dao này chiếc vòng tay nói rồi tôi lấy chiếc dao và chiếc vòng trong túi ra hai sinh vật đứng im lặng trong lúc tôi nói và dường như hết sức chăm chú lắng nghe khi tôi nói xong chú bắt đầu hí lên với nhau như thể đang nghiêm túc thảo luận tôi quan sát và nhận ra ngôn ngữ của chúng thể hiện cảm xúc rất rõ các từ đôi chút đặc biệt và còn dễ hơn tiếng trung quốc khi phân tách thành những từ giống như trong bản chữ cái tôi thường xuyên thấy xuất hiện từ yahoo từ được chúng lặp lại vài lần trong cuộc đối thoại và mặc dù không thể phỏng đoán nổi nghĩa của từ đó là gì nhưng trong lúc hai con ngựa còn đang bận thảo luận với nhau thì tôi cũng có thời gian để tập phát âm từ đó trong miệng ngay khi hai con ngựa vừa ngừng nói với nhau tôi liền cố bắt chước tiếng hí của nó và nói thật to từ yahoo điều này làm cho cả hai con ngựa không giấu nổi sự ngạc nhiên con xám lặp lại từ đó hai lần như thể đang dạy tôi phát âm cho đúng trọng âm và ngữ điệu tôi liền nói theo nó bằng cách tốt nhất có thể sau mỗi lần phát âm tôi nhận ra mình lại tiến bộ lên rất nhiều và cuối cùng tôi có thể phát âm hoàn toàn chuẩn từ yahoo sau đó con ngựa hồng lại thử tôi bằng từ thứ hai từ này khó hơn trước rất nhiều nhưng theo lối viết suy giảm từ trong tiếng Anh thì nó có thể phát âm gần giống như Hồ hình. Mặc dù tôi không phát âm chuẩn được như từ trước, nhưng sau hai lần, ba lần thử, cả hai con ngựa đều tỏ ra rất ngạc nhiên trước khả năng của tôi. Sau khi chúng tôi nói chuyện thêm chút nữa, mà tôi tin rằng cuộc nói chuyện này có liên quan đến tôi, hai con vật chia tay nhau và chúng lại gõ móng vào nhau. Như lúc mới đến, sau đó con người xám ra dấu bảo tôi đi về phía trước nó và tôi nghĩ trong hoàn cảnh này mình cần phải thần trọng làm theo nó cho đến khi gặp được một người hướng dẫn tốt hơn. Khi tôi đi chậm lại, hai con ngựa kêu hun hun. Tôi đáng được ý nó là gì? Tôi cố làm cho nó hiểu rằng tôi rất mệt, không thể đi nhanh hơn được nữa và nó liền đứng lại cho tôi nghỉ ngơi một lúc. Chương 2 Tác giả được ngựa người, người dẫn đến nhà của nó tác giả mô tả căn nhà sự đón tiếp dành cho tác giả thức ăn của ngựa người, người tác giả băn khoăn thức ăn ở đây là gì cuối cùng điều này cũng đã được giải đáp cảm tưởng của tác giả khi ở đất nước của ngựa người, người sau khi đi được ba dặm chúng tôi đến một căn nhà dài được dựng bởi cọc gỗ đóng chặt suốt mặt đất còn xung quanh là các cành cây được đan chặt với nhau làm thành vách mái nhà thì rất thấp được lợp bằng rơm khi đã cảm thấy thoải mái hơn tôi bắt đầu lôi ra một vài thứ lặt vặt và những người hay đi khắp nơi như tôi thường mang theo làm quà cho các thổ dân da đỏ với hy vọng họ sẽ được đón tiếp niềm nở con ngựa mời tôi bước vào trong nhà trước đó đó là một căn nhà rộng nền làm bằng đất sét được nền nhẵn với một cái mắng để cỏ khô kéo dài hết dọc bên tường có ba con ngựa nhỏ và hai con ngựa cái không ăn cỏ mà ngồi xổm làm tôi rất ngạc nhiên nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là những con còn lại đang bận rộn với công việc bếp nút chúng có vẻ giống như loài ngựa bình thường nhưng lại có hành động hoàn toàn giống với con người tuy thế điều này càng làm củng cố thêm giả thuyết ban đầu của tôi rằng một dân tộc có khả năng huấn luyện động vật hoang dã có những hành động cử chỉ khôn ngoan khéo léo như vậy thì chắc chắn đó phải là một dân tộc thông thái tuyệt vời hơn hẳn những dân tộc khác trên thế giới con ngựa màu xám bước vào ngay sau tôi để ngăn cản bất kỳ sự đón tiếp không tốt nào của những con người khác dành cho tôi nó hí lên vài tiếng theo kiểu ra lệnh và ngay lập tức nhận được sự đáp lại của những con người khác ngoài căn phòng này còn có ba căn phòng khác được bố trí nối nhau tạo thành chiều dọc của căn nhà ba cánh cửa của ba căn phòng nằm ở vị trí đối nhau tạo nên một lối đi hẹp thông suốt từ đầu nhà đến cuối nhà chúng tôi đi qua phòng thứ hai tiến thẳng đến căn phòng thứ ba lần này con ngựa xám đi trước dẫn đường ra hiệu cho tôi đứng chờ ở phòng thứ hai trong lúc đang đứng chờ ở phòng thứ hai tôi đã chuẩn bị sẵn sàng những thứ mà tôi cứ ý định dùng làm quà cho chủ nhân của căn nhà này gồm hai con dao ba chiếc vòng tay làm bằng các hạt ngọc trai giả một tấm gương nhỏ một chiếc chuỗi vòng đeo cổ con ngựa hí lên ba hay bốn tiếng gì đó còn tôi thì chờ nghe tiếng trả lời của con người nhưng trái lại với những gì tôi tưởng tượng chẳng hề có tiếng đáp lại nào khác ngoài tiếng ngựa hí nhưng chỉ là một hay hai tiếng rít nhỏ hơn tiếng của con ngựa xám tôi bắt đầu nghĩ căn nhà này dưới sự cai quản của nhân vật rất quan trọng do đó mà cần nhiều nghi thức đến như vậy trước khi cho phép tôi vào gặp mặt nhưng chẳng lẽ tất cả người hầu của người này lại đều là ngựa điều này hoàn toàn vượt quá sự hiểu biết của tôi và tôi sợ rằng đầu óc của mình đã bị làm rối tung lên không còn đủ sáng suốt để xét đoán mọi việc sau những gì khó khăn và đau khổ mà tôi đã trải qua tôi bắt đầu ý thức được việc mình phải đề phòng và tôi quan sát căn phòng mình đang đứng với các thứ đồ đạc chẳng khác gì căn phòng thứ nhất ngoại trừ trông sang trọng hơn tôi dụi mắt mấy lần nhưng trước mắt vẫn là những thứ đó tôi vẽ vào tay và sườn mình để tỉnh táo hơn với hy vọng mình đang mơ nhưng sau đó tôi hoàn toàn đi đến kết luận rằng tất cả những điều này hoàn toàn là trò ma thuật nhưng tôi chẳng có thời gian để tiếp tục bận rộn theo đuổi những ý nghĩ đó bởi con ngựa xám đã quay lại ngay trước cửa và ra hiệu cho tôi đi theo nó vào căn phòng thứ ba bước vào phòng tôi nhìn thấy một con ngựa cái rất đẹp và hai con ngựa con chúng ngồi gập chân sau trên một chiếc chiếu đan bằng rơm rất đẹp và sạch sau khi tôi vào con ngựa cái đứng lên khỏi chiếu đi đến gần quan sát tay và mặt tôi sau đó nó ném về phía tôi cái nhìn kinh tởm và khinh bỉ nhất rồi nó quay về phía con ngựa xám và tôi nghe thấy những tiếng hu lặp đi lặp lại trong câu chuyện của chúng cho đến khi bị hạ nhục đến mức cùng cực tôi mới biết từ đó có nghĩa là gì con ngựa xám dùng đầu ra hiệu tôi và luôn lặp lại những tiếng hul hul như nó đã làm trong suốt quãng đường tôi hiểu rằng những tiếng đó dùng để ám chỉ tôi con ngựa dẫn tôi đến một cái sân nơi có những căn nhà khác được dựng lên cách biệt với căn nhà chính sau khi đi vào tôi nhìn thấy ba con vật kinh tởm mà tôi đã gặp lúc vừa đặt chân lên mảnh đất này Chúng đang ăn một số củ và thịt của những động vật khác. Tôi nhận ra đó là thịt cừu, thịt chó và thịt của một con bò bị chết do bị bệnh. Những con vật kinh tởm này bị buộc vào cổ những vòng cây liễu chắc chắn. Chúng giữ thức ăn giữa những bộ móng gớm ghiếc của chân trước và xé bằng răng. Chủ nhân ngựa người ra lệnh cho một con ngựa con màu nâu đỏ, một trong những người hầu của nó, ra tháo xích cho con quái vật lớn nhất trong số ba con kia và dắt nó ra phía sân. Tôi và con quái vật bị bắt đứng gần nhau. Cả chủ lẫn tớ bắt đầu so sánh tỉ mỉ tôi và con vật. Sau đó, chúng lặp lại những từ Yahoo. Tôi khó có thể diễn tả sự ngạc nhiên và sợ hãi của tôi lúc đó. Khi tôi quan sát ngón chân của con vật kinh tởm kia, tôi thấy chúng chẳng khác gì những ngón chân của con người. Khuôn mặt của nó cũng phẳng và rộng, mũi tẹt, môi lớn, miệng rộng. Những điểm thường gặp ở những người mang rợ, bởi nơi đó những đứa trẻ không được đặt nằm trên mặt đất, mà được cõng sau lưng những bà mẹ, và mặt chúng luôn cọ vào vai mẹ. Chân trước của Yahoo chẳng khác gì tay của tôi, chỉ khác nhau ở độ dài của móng và lòng bàn tay của chúng thì thô, màu nâu và còn có lông ở mua bàn tay. Còn ở chân cũng vậy, cũng vẫn những điểm giống và khác nhau như thế. Điều này tôi biết rất rõ. Nhưng những con ngựa không nhận ra bởi vì tôi đi giày và tất. Nói chung, những bộ phận khác trên cơ thể giữa tôi và Yahoo cũng giống nhau, trừ lông và màu sắc như tôi đã mô tả. Hơn nữa, điểm mà hai con ngựa cùng cho là sự khác biệt lớn nhất giữa tôi và Yahoo chính là cơ thể tôi. Bởi chúng không có ý thức được rằng sự khác biệt đó là do tôi mặc áo khoác. Con ngựa đỏ đưa cho tôi một cái củ cây gì đó được giữ bằng móng và chân của nó. Tôi lấy tay cầm và đưa lên mũi ngửi. Sau đó tôi trả lại nó bằng cách lịch sự nhất có thể. Tiếp đến, con ngựa đỏ lại mang cho một miếng thịt lừa từ chuồng của Yahoo đến cho tôi nhưng mùi của nó thật khủng khiếp nên tôi liền quay đi. Với sự kinh tởm, đoạn con ngựa ném miếng thịt về phía Yahoo, con vật nhanh chóng vồ lấy miếng thịt và ăn ngấu nghiến. Con ngựa lại bê đến cho tôi một nhúm cỏ khô và một vốc đầy lúa mạch, nhưng tôi lắc đầu và ra dấu chẳng có cái nào trong số đó là thức ăn của tôi cả. Và thật sự lúc này, tôi bắt đầu cảm thấy mình có thể sẽ bị bỏ đói nếu như không gặp được ai đó cùng loài với mình. Đối với rồi, Yahoo bẩn thiểu thì mặc dù tại thời điểm đó, xứ sở đó, nó là loài giống với loài người nhất, nhưng tôi phải thú nhận rằng tôi chưa bao giờ thấy loài nào kinh tởm hơn và trong khoảng thời gian lưu lại ở đây thì lòng thù ghét của tôi với chúng ngày càng lớn. Chủ nhân ngựa người quan sát thái độ của tôi và ra lệnh đưa Yahoo quay lại chuồng của nó. Sau đó, con ngựa đưa móng trước của nó lên miệng. Mặc dù nó là một cách hoàn toàn tự nhiên nhưng vẫn không khiến tôi khỏi ngạc nhiên và nó ra hiệu, muốn biết thức ăn của tôi là gì. Nhưng tôi chẳng thể trả lời để nó hiểu Và nếu chăng Nó có hiểu ý tôi là gì Thì tôi cũng cho rằng Khó có thể xoay sở để tìm ra thứ mà tôi cần Đúng lúc đó Tôi thấy một con bò đi ngang qua Tôi chỉ về phía nó Và ra hiệu cho phép tôi được tiến lại gần con bò Và vắt sữa Điều này đã có tác dụng Con ngựa dẫn tôi quay trở lại ngôi nhà lớn Và ra lệnh cho những kẻ hầu Mở một căn phòng ra Trong đó dưới những bình gỗ và đất nung đựng sữa được sắp xếp ngăn nắp và sạch sẽ nó đưa cho tôi một tô đầy sữa tôi khoan khoái uống cạn và cảm thấy khỏe khoắn trở lại đến trưa tôi nhìn thấy một cỗ xe đang tiến lại gần về phía căn nhà lớn cỗ xe do bốn con da hu kéo trên xe là một con ngựa già đó là một nhân vật quý tộc nó bước xuống xe bằng hai chân sau bởi chân phía trước của nó bị đau nó đến đây để ăn trưa với chủ nhân ngựa người và nhận được sự đón tiếp rất lịch sự của chủ nhân ngựa người chúng ăn trưa trong căn phòng sang trọng nhất với món thứ hai là món lúa mạch nấu với sữa trong khi con ngựa già ăn món này dưới dạng nóng thì số còn lại ăn nguội máng cỏ được đặt thành vòng tròn ngay giữa phòng và được chia thành nhiều phần theo số những con ngựa đang ngồi nghiêm chỉnh trên ống rơm do vậy mỗi con ngựa có thể ăn đúng phần cỏ khô và cháo lúa mạch nấu với sữa tại máng của nó những con ngựa non tỏ ra rất lịch sự, lễ độ. Còn chủ nhân của chúng lại tỏ ra rất niềm nở đón khách. Con ngựa xám ra lệnh cho tôi đứng cạnh nó và phần nhiều trong số những câu chuyện giữa nó và các bạn của nó đều liên quan đến tôi. Tôi biết điều này bởi những kẻ la mặt thường nhìn tôi và chúng thường xuyên nhắc đi nhắc lại từ Yahoo. Tôi tình cờ tìm thấy đôi găng tay trong túi và tôi xỏ tay vào. Con ngựa xám quan sát thấy điều này và nó dường như rất bối rối khi phát hiện ra điều kỳ lạ tôi vừa làm với chân trước của tôi nó đặt chân của nó ba hay bốn lần lên chiếc găng tay của tôi như thể muốn biểu thị rằng tôi nên bỏ chúng ra để giữ nguyên hình dạng ban đầu của tay tôi liền làm theo ý nó tháo đôi găng tay ra và bỏ vào túi cuộc trò chuyện lại tiếp tục tôi thấy sự hài lòng của lũ ngựa trước thái độ đó của tôi tôi được yêu cầu nói vài từ mà tôi hiểu trong lúc chúng đang dùng bữa trưa thì tôi được chủ nhân ngựa người dạy cho cách gọi tên của lúa mạch sữa lửa nước và một số thứ khác tôi sẵn sàng phát âm lại sau đó bởi ngay từ lúc còn trẻ tôi đã có khả năng học ngôn ngữ khi bữa trưa kết thúc chủ nhân ngựa người dẫn tôi ra một bên và bằng ký hiệu cũng như ngôn ngữ làm cho tôi hiểu mối lo lắng của nó rằng chẳng có gì cho tôi ăn được cả lúa mạch theo tiếng của chúng được gọi là lùn Mặc dù lúc đầu tôi từ chối ăn thứ lúa này, nhưng sau khi suy nghĩ lại, tôi thấy mình có thể xoay sở làm ra một loại đồ ăn giống như bánh mì từ loại lúa mạch đó. Bánh mì và sữa có thể làm cho tôi sống sót cho đến khi tôi trốn được đến một đất nước khác có những sinh vật giống như tôi. Ngựa người chủ nhân ngay lập tức ra lệnh cho con ngựa cái trắng mang đến cho tôi một loại lúa mạch ngon đựng trong một cái khay bằng gỗ. Tôi hơi nóng đấm lúa này trên lửa cho đến khi vỏ khô lại. Sau đó, xác cho vỏ trấu rơi ra và đem những hạt đó nghiền giữa hai hòn đá thành một loại bột mịn, rồi trộn với nước làm thành một hỗn hợp nhão. Cuối cùng, tôi đem nướng lên lửa và ăn nóng với sữa. Mới đầu, tôi phải rất khổ sở mới quen được món ăn phổ biến ở rất nhiều nước châu Âu này. Nhưng lâu dần, rồi tôi cũng quen. Hơn nữa, trong những chuyến đi khác, tôi đã nhiều lần buộc phải làm quen với những thứ đồ ăn kinh khủng và tôi đã rút ra kinh nghiệm rằng mình phải cố gắng thích nghi với cuộc sống đồng thời tôi cũng ý thức được là không thể để cho mình bị ốm dù chỉ là một giờ khi tôi còn ở trên hòn đảo này thỉnh thoảng tôi cũng đổi bữa bằng việc làm những chiếc bẫy từ lông của yahoo để bắt những con thỏ con chim và tôi thường lấy lá những cây không độc sau đó luộc lên hoặc dùng như salad để ăn chung với bánh mì có khi do may mắn mà tôi còn làm được chút bơ lúc đầu tôi phải rất khó khăn trong việc làm quen với đồ ăn không có muối nhưng cuối cùng hoàn cảnh sống ở xứ sở này buộc tôi phải quen với điều đó và tôi tin rằng việc chúng ta được sử dụng muối thường xuyên là một hành động xa xỉ ngày xưa muối chỉ được dùng như một chất kích thích để người ta uống rượu không kể đến việc nó dùng để giữ thịt được lâu trong những chuyến đi biển dài ngày hoặc ở một số nơi xa xôi cách xa các chợ lớn theo tôi quan sát thì chẳng có loài động vật nào trên trái đất thích sử dụng muối trừ con người và đối với bản thân tôi nếu có thể rời khỏi đây thì tôi sẽ ngay lập tức cho muối vào bất kỳ món nào tôi ăn thế cũng đã đủ để bạn đọc hình dung ra khẩu phần ăn và chế độ dinh dưỡng của tôi với những người như tôi họ hay viết về những điều này trong sách của mình như thể là độc giả sẽ rất quan tâm đến việc họ sống khỏe mạnh hay đau yếu vậy tuy nhiên tôi nghĩ phải đề cập đến điều này vào đây vì sợ rằng các bạn sẽ nghĩ tôi không thể tìm ra thứ gì để ăn trong suốt 3 năm sống ở đất nước này cùng với những cư dân như vậy. Khi trời tối, chủ nhân ngựa người sắp xếp cho tôi một chỗ để nghỉ ngơi. Một căn nhà cách nhà của chủ nhân sáu dặm và cũng tách biệt khỏi chuồng của những con gia hu. Ở đây, tôi lấy một ít cỏ khô trải xuống đất. Tôi lại lấy áo khoác phủ lên mình. Vậy là đủ để tôi có một giấc ngủ ngon đó là khoảng thời gian tuyệt vời và ngắn ngủi mà tôi có ở đây như độc giả sẽ được biết sau đây khi tôi được đối xử một cách đặc biệt hơn bởi lối sống khác với những cư dân khác